Minh Ân xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người Việt Bốn Phương. Kính thưa quý vị, trong xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam được xem là một trong những thị trường đầy tiềm năng cho các startup công nghệ. Thấy được những cơ hội đó, nhiều trí thức Việt Kiều đã trở về Việt Nam với khát khao tạo ra được những giá trị tốt đẹp cho quê hương, đặc biệt là cho các nhà khởi nghiệp trong nước. Trong đó, Đoàn Kiều My là một trong những nữ doanh nhân trẻ đã có quyết định trở về đầy táo bạo với việc thành lập Yellow Blocks, đã và đang mở cánh cổng cơ hội vào thị trường Việt Nam cho các nhà đầu tư toàn cầu, giúp các nhà khởi nghiệp trong nước tự tin bước ra biển lớn. Câu chuyện về nữ doanh nhân đa tài này sẽ được chúng tôi chia sẻ với quý vị qua tiểu mục Chuyện Người Viễn Xứ ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư kéo theo nhiều ngành nghề phát triển mạnh mẽ. Đây cũng được xem là thời kỳ vàng của khoa học công nghệ. Chính vì thế, cơ hội là rất lớn dành cho các nhà khởi nghiệp trẻ. Trong mình thì luôn thôi thúc một cái ước muốn là mang được lại rất là nhiều giá trị. Và đối với mình, cái việc mà mình trở về Việt Nam ấy, thì nó không chỉ là mang lại giá trị cho bản thân mình, cho gia đình mình và tất cả mọi người trong xã hội, mà mình mong muốn trở thành một cái người mà giúp đỡ, góp phần mang lại nhiều cái giá trị và sự kết nối hơn nữa cho thị trường Việt Nam. Điều này tất nhiên mình cũng có thể làm ở nước ngoài, nhưng mà mình nghĩ rằng là dù sao thì mình cũng là một cái người dân Việt Nam, một người máu đỏ da vàng, và mình rất là tự hào vì điều đó. Trở về Việt Nam với khát vọng kết nối những startup Việt tài năng có cơ hội vươn mình ra biển lớn. Và Yellow Blocks đã và đang hiện thực hóa giấc mơ này của nữ doanh nhân trẻ. Ra đi để trở về, không ngừng phấn đấu, không ngừng nỗ lực, từng ngày tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn nữa cho quê hương. Sự kết nối của mình với gia đình, mình là con một trong gia đình, và trong gia đình thì ba mình là một cái người chiến sĩ bộ đội, đã đóng góp và hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước. Và mẹ mình thì cũng là một cái vị y bác sĩ, cũng đóng góp cho cái nền y học của nước nhà. Chính vì vậy cho nên là ba mẹ mình đã dạy mình rằng là nếu con yêu gia đình thì con cũng chính là cái việc mà yêu đất nước và yêu tổ quốc này. Trở về Việt Nam với kinh nghiệm hơn 10 năm sống và học tập tại Phần Lan, Đoàn Kiều My tự tin rằng con đường mà mình đang đi chính là xu thế của thế giới. Và một trong những lý do trở về của Đoàn Kiều My là được sống và cống hiến cho mảnh đất từng nuôi cô khôn lớn và bắt đầu giấc mơ kết nối với thế giới của mình. Mình rất biết ơn và mình cảm thấy rất là may mắn khi mình có cơ hội đi tới Phần Lan từ khi mình 16 tuổi. Thì đây là một trong những đất nước Bắc Âu rất là phát triển về mặt giáo dục phổ thông, và đặc biệt là cái tư tưởng và cái văn hóa cũng như là cái ý thức của người dân tại đây cũng giúp cho mình học được rất nhiều điều. Và đặc biệt là mình học được ở họ cái sự mà khiêm nhường, và một cái sự là họ không nói nhiều, nhưng thực sự là họ làm với tất cả nhiệt huyết, làm với tất cả tâm và đóng góp rất nhiều cho xã hội. Thì khi mình học được cái sự trách nhiệm cũng như là cái sự khiêm nhường đấy. Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Đoàn Kiều My đã thích mày mò máy tính và đam mê với thế giới công nghệ. Chính cô ruột của Đoàn Kiều My là một lập trình viên máy tính thời kỳ đầu, nên cô đã có nhiều cơ hội tiếp cận với công nghệ thông tin từ rất sớm so với bạn bè đồng trang lứa. Khi tròn 18 tuổi, cô bước chân vào đại học, chọn chuyên ngành kỹ thuật công nghệ và là người Việt Nam duy nhất thi tuyển đầu vào bằng tiếng Phần Lan tại trường Đại học Kỹ thuật Helsinki, nay là trường Đại học Aalto, Phần Lan.
năm 2010 hoàn thành chương trình đại học. Dù chưa biết chính xác sẽ làm gì, nhưng Đoàn Kiều My quyết tâm về nước với giấc mơ phát triển công nghệ thông tin Việt Nam từ chính những kiến thức mà mình được trang bị trong nhiều năm du học. Từng góp mặt ở nhiều vị trí đáng mơ ước trong nhiều công ty tại Phần Lan, thế nhưng cô đã dừng lại tất cả để khởi nghiệp với Yellow Blocks. Với mục tiêu xây dựng chiếc cầu nối đầu tiên về công nghệ mới nổi cho Việt Nam đến với thế giới. Yellow Blocks cũng là tâm huyết lớn nhất từ trước đến nay của nữ doanh nhân trẻ này. Nhận thấy với sự phát triển ngày càng nhanh chóng của công nghệ, Đoàn Kiều My tâm niệm rằng mỗi ngày bản thân cô cần nỗ lực học hỏi, cập nhật nhiều hơn. Khi về trở về nước thì một năm đầu tiên mình cũng làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng lúc bấy giờ thì thực sự là cũng có những cái khó khăn nhất định khi mà mình vừa phải làm quen với lại môi trường làm việc tại Việt Nam và cũng là một nữ giới làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thì khi đó khi mà mình học MBA thì mình quyết định chuyển sang ngành truyền thông và tiếp thị marketing. Sau một khoảng thời gian giúp cho các cái, nhưng mà trong mình thì vẫn có một cái đam mê về công nghệ. Và thực sự là khi làm trong lĩnh vực marketing thì mình cảm thấy là rất là thương các startup tại Việt Nam. Các bạn là những cái người có những cái sản phẩm rất là tốt và có những cái nhiệt huyết rất là tốt, nhưng mà cái câu chuyện nó khó có thể đến được với những cái người công chúng và những cái người mà người sử dụng cuối cùng. Và sau đấy thì mình cũng có giúp đỡ một số các cái startup, và từ đấy thì mình mới nảy ra ý tưởng là tại sao mình không trở thành một cái đơn vị kết nối để giúp mọi người có thể tìm được đến những cái cơ hội. Là một nhà tư vấn chiến lược chuyên về các công nghệ mới nổi như AI, blockchain, cloud và data, Đoàn Kiều My hiểu được rằng để xây dựng Yellow Blocks là một hành trình dài và nhiều thách thức trong bối cảnh cạnh tranh của thị trường. Vì thế, cô quan tâm nhiều đến việc xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết, không ngừng đổi mới sáng tạo và chịu được áp lực. Mình nghĩ mình rằng là cái cuộc đời của mình thì nó trải qua từng cái giai đoạn, nó đều là những cái sự thử thách và những cái sự mà chúng ta phải linh hoạt để thay đổi theo hoàn cảnh. Và đặc biệt là khi mình từ thị trường Việt Nam đi học ở nước ngoài và làm việc tại nước ngoài, nó cũng là một cái sự thay đổi rất lớn. Và tất nhiên là khi từ nước ngoài trở về Việt Nam cũng là một cái sự thách thức và thay đổi rất lớn. Tuy nhiên mình nghĩ được rằng là cái bản chất của chúng ta là chúng ta làm sao để có thể hòa nhập nhưng không hòa tan, và mình có thể mang lại những cái giá trị tốt nhất cho cả hai bên. Chia sẻ về lý do đặt nhiều niềm tin cho Yellow Blocks, Đoàn Kiều My cho rằng thị trường công nghệ cần một đơn vị đảm nhận vai trò trung tâm của hệ sinh thái, kết nối những thành tố xung quanh. Và Yellow Blocks sẽ giải quyết nhu cầu này bằng cách kết nối các bên liên quan khác nhau. Yellow Blocks giúp họ khai thác các nguồn tài nguyên và mang đến những giải pháp cho các vấn đề vướng mắc, giúp nhà đầu tư theo dõi nhanh quá trình này và hướng họ đến chính xác những gì họ cần. Đồng thời mở ra con đường đưa các chuyên gia công nghệ đến Việt Nam, hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp trẻ. Sự phát triển của Việt Nam chính là yếu tố thu hút các chuyên gia, và họ sẵn sàng giúp đỡ để thúc đẩy sự tăng trưởng đó. Đối với mình thì đam mê lớn nhất của mình đó là việc kiến tạo ra giá trị, và mình sẽ không tự bó buộc mình bởi bất kỳ một cái lĩnh vực cụ thể nào. Mình học chuyên ngành công nghệ thông tin và sau đấy làm việc trong lĩnh vực marketing và truyền thông. Chính vì vậy cái sự kết hợp mà mình hay nói đùa rằng là kết nối những cái dấu chấm lại với nhau để trở thành một đường thẳng ấy, thì mình cảm thấy cái chuyện này nó đến với mình một cách rất là tự nhiên, và nó cũng cùng một mục đích thôi. Và mong muốn của mình là trở thành một cái người super connector, có nghĩa là một cái người mà giúp siêu kết nối những cái lĩnh vực khác nhau, từ đầu tư đến kinh doanh tới marketing và tới cái lĩnh vực startup. Và mình nghĩ được rằng là chính những cái con người mà tạo ra được những cái giá trị dựa trên những cái nguồn lực có sẵn như vậy thì sẽ là những người giúp cho cái việc vận hành nó được hiệu quả nhất. Thật ra thì lúc làm ở Yellow Blocks thì mình có rất là nhiều những cái trải nghiệm. Nhưng mà để nói mà một cái trải nghiệm mà nó đáng nhớ thì có lẽ đó là lần đầu tiên khi mà mình làm với Yellow Blocks. Thì lúc đó là một cái sự kiện, EUBC là cái sự kiện blockchain đầu tiên ở Việt Nam mà Yellow Blocks tổ chức. Thì lúc đó thì mình tham gia với vị trí, lúc đó thì mới thôi, thì mình cũng mới chỉ tham gia với vị trí là như là một cái cộng tác viên. Thì lúc mà được làm việc cùng với team và làm việc cùng với chị My thì tuy là không nhiều, nhưng mà
mình ấn tượng là cái sự chuyên nghiệp cũng như là những cái cách giải quyết nhanh và có hiệu rất là hiệu quả của mọi người. Thật ra thì đối với mình thì xuất phát điểm của mình là không phải làm về công nghệ, nên khi vào Yellowblock thì những bước đầu thì mình hơi chập chững một xíu, nhưng mà kiểu như là mình thiếu kiến thức về công nghệ. Nhưng mà nhờ các anh chị trong công ty thì họ rất là giỏi, họ có những cái guideline cho mình rất là rõ ràng và từng bước giúp mình hiểu được về cái lĩnh vực mà mình đang làm. Và thật ra thì mình cũng không cảm thấy nó là một khó khăn đối với mình. Bản thân mình cảm thấy rất là may mắn khi được làm việc chung với chị My, và mình được học rất là nhiều thứ từ chị, từ cách làm việc hiệu quả như thế nào cho tới cách lên kế hoạch hay là định hướng và khai thác cái tiềm năng của bản thân. Để xây dựng và vận hành Yellowblock như một trung tâm kết nối là công việc không hề dễ dàng. Bởi đối với Đoàn Kiều My, cô nhận thấy rằng mỗi nhà đầu tư của một thị trường khác nhau sẽ có ngôn ngữ và cách làm việc khác nhau. Vai trò của người đứng giữa vừa phải nắm bắt được xu hướng công nghệ, phải có kiến thức lẫn khả năng dung hòa các giá trị để tạo nên được những hợp tác bền vững. Đó cũng là lý do Đoàn Kiều My quyết định khởi đầu bằng phương thức khó nhất, kết nối với những nhà đầu tư hàng đầu rồi lan tỏa xuống cộng đồng bên dưới, tạo nên được một cộng đồng những người cùng một mục tiêu là giải phóng sức mạnh công nghệ của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Cộng đồng này sẽ cùng làm thị trường lớn lên, cùng có cơ hội phát triển như nhau thay vì giải quyết vấn đề hay tự cạnh tranh lẫn nhau. Tháng 7 năm 2019, Yellowblock đã tổ chức sự kiện Earliest Cruise lần đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều tổ chức thành tố trong hệ sinh thái. Có thể kể đến một vài tên tuổi nổi bật như Viettel, Saigon Innovate, European Blockchain Hub, Royal Melbourne Institute of Technology, IBM và Ernst & Young. Cô nhận thấy các hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam trong những năm gần đây đã có nhiều dấu ấn tích cực, và đó là điểm sáng để thu hút những nhà đầu tư nước ngoài. Thì thực sự là mình thấy là về mặt công nghệ và khoa học kỹ thuật, về mặt R&D sản phẩm, những cái phần nghiên cứu thì chúng ta đang có một cái sự tôn trọng rất là lớn từ những cái bạn bè quốc tế. Tuy nhiên là về cái global mindset, mình gọi chung là cái tâm tư duy để chúng ta có thể đi ra biển lớn, thì thực sự là những cái đơn vị mà hỗ trợ khởi nghiệp hiện giờ bên mình đang làm việc cùng thì cũng mình cũng đang được chia sẻ là chúng ta đang cần phải làm rất nhiều hơn về cái phần này, và đặc biệt là về cái phần tư duy làm sao để chúng ta có thể biến đổi từ một sản phẩm để có thể nói cho những cái công chúng biết được đến nhiều hơn. Thì mình cũng rất là hy vọng trong thời gian sắp tới, thực sự là trong 1 đến 2 năm sắp tới cũng là một cái thời điểm vàng của startup tại Việt Nam, vì thực sự tất cả các nhà đầu tư từ thị trường Indonesia bây giờ họ đã bắt đầu coi Việt Nam là một cái điểm đến vàng tiếp theo sau cái lĩnh vực công nghệ mới nổi này. Thì mình cũng rất là mong muốn sẽ nhìn thấy được những cái thành công. Chỉ sau 2 năm kể từ khi thành lập, Yellowblock đã xây dựng hệ sinh thái với hơn 150 đối tác chiến lược là các tên tuổi lớn, phạm vi hơn 40 quốc gia trong nước và toàn cầu. Thực hiện thành công hơn 50 dự án. Tiếp cận hơn 100.000 cá nhân trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp. Yellowblock cũng có hơn 80 cố vấn giàu kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới với mong muốn giúp Việt Nam giải phóng tiềm năng công nghệ. Yellowblock cũng đã có được những dự án hợp tác chiến lược và ký thỏa thuận hợp tác với 4 chính phủ là Việt Nam, Úc, Singapore và Áo. Trong năm 2020, Yellowblock có 3 mục tiêu chính gồm hỗ trợ cộng đồng công nghệ, mở rộng thêm gói dịch vụ PR truyền thông tới các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và tiếp tục là điểm đến tin cậy khi các công ty lớn, nhà đầu tư tìm đến Việt Nam. 2 năm trôi qua rất là nhanh, nhiều khi bọn mình nhìn lại với nhau và kiểu cảm thấy là nó như mới là như ngày hôm qua thôi. Nhưng thực sự là đã có những cái thành quả rất là lớn, và cái con số này nó sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu mà mình không tạo ra được những kiến tạo được những giá trị từ những phần này. Và thực sự là trong 2 năm vừa qua với hơn 50 dự án mà bọn mình đã làm thì bọn mình đã giúp
kết nối cũng đã giúp như kiểu những cũng đã giúp rất là nhiều chuyên gia trở về Việt Nam cũng như là thực hiện những cái dự án, tư vấn những cái dự án để mà giúp chúng ta có thể ứng dụng công nghệ một cách mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất. Thật ra team mình còn cũng toàn là những cái bạn trẻ và các bạn nắm bắt được rất là nhanh những cái tiến bộ của khoa học cũng như là những cái công cụ để giúp mà bọn mình có thể hỗ trợ cái công việc của bọn mình được nhanh hơn. Ngoài ra thì còn một cái nữa mà mình nghĩ rất là quan trọng, đó là cái cách mà chị My kết nối mọi người trong team và cách mà chị My cũng như là mọi người tổ chức cái công việc thì sắp xếp hiệu quả để mà cái công việc thì nó được tiến hành nhanh và cái đúng theo đúng và thậm chí là nhanh hơn cái tiến độ của công việc của với cái bên mà đối tác đưa ra. Nhận thấy rằng hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam vẫn còn phát triển chưa đồng bộ và phân mảnh. Bởi thế, cần nhiều hơn những sự hợp tác mới có thể nhận ra đầy đủ tiềm năng của toàn bộ hệ sinh thái. Nữ doanh nhân trẻ này luôn cố gắng kết nối các bên liên quan khác nhau để giúp họ khai thác các nguồn tài nguyên và mang đến những giải pháp giải quyết cho các vấn đề đang vướng mắc. Và đoàn Kiều My kỳ vọng rằng thông qua các chuyên gia, cố vấn giàu kinh nghiệm của Yellow Blocks có thể giúp thúc đẩy các dự án ở cấp độ khó đạt được các kết quả cuối cùng. Bởi khi công nghệ ngày càng tiến bộ, đồng nghĩa với việc các vấn đề sẽ rắc rối hơn và các giải pháp trở nên phức tạp hơn. Từ đó cần có những đề xuất các chiến lược quản lý và truyền thông dự án một cách hiệu quả. Đối với mình, cái việc thực hiện Yellow Blocks nó là một cái đam mê không chỉ là của mình, nó là một cái giấc mơ chung. Khi mà mình tìm kiếm những người cộng sự và có thể là trong cái con đường đấy mình sẽ tìm được những cái người cộng sự khác tiếp theo. Và đối với mình nghĩ rằng là đa số tất cả mọi người Việt Nam đều có một cái giấc mơ chung. Đó là làm sao để chúng ta có thể góp phần và mang lại những cái giá trị cho đất nước. For us to build very effective partnerships with organizations in Vietnam. And out of those partnerships, probably CODE's relationship with Yellow Blocks is one of our strongest partnerships. What our relationship with Yellow Blocks brings is some really deep insights into the deep tech ecosystem in Vietnam, how it's developing, where it's come from, and where it's going to go. And in fact, to a large extent, we think that Yellow Blocks is quite responsible for shaping the tech ecosystem in Vietnam. So they're the perfect partner for us. What I find working with Kimiko is that she has both of these things. She's got the connections. I mean, the very purpose of Yellow Blocks is to connect the connectors. So, you know, she's building these connections. She's such an influential person in the tech ecosystem and how it's developing. But also her knowledge of different areas, her knowledge of blockchain, her knowledge of cybersecurity, her knowledge of fintech is very impressive. It's very impressive indeed. So she is, again, the perfect partner for myself, for CODE, to develop our research and innovation relationships in Vietnam. We really need to work with people who know things and know other people, and Kumi is that person for us. Tự nhận là một người đam mê và cháy hết mình với công việc, đoàn Kiều My chia sẻ sau tất cả những thành công trước đó, cô thực sự hạnh phúc và tự hào về bản thân trong lần khởi nghiệp này. Bởi vì Yellow Blocks dù phải đối mặt với rất nhiều thách thức, nhưng điều mà dự án mang đến là các tác động tích cực lên xã hội, chứ không chỉ là tiền bạc hay lợi nhuận. Thế nên, cô hài lòng với những gì mà bản thân và các cộng sự đã và đang đạt được, cùng những giá trị tốt đẹp mang đến cho cộng đồng. Nói về niềm tin và định hướng phát triển dành cho Yellow Blocks trong tương lai, đoàn Kiều My chia sẻ trong vài năm tới, Yellow Blocks vẫn sẽ là một đơn vị cố vấn kinh doanh. Cùng với sự phát triển của các hệ sinh thái khởi nghiệp, cô và Yellow Blocks sẽ tạo ra nhiều tác động tích cực hơn cho nền kinh tế của Việt Nam. Mình trở về Việt Nam cũng gần được 10 năm. Và trong thời gian đó thì mình có rất là nhiều cái sự tự hào về những thành tựu của mình và đội ngũ của mình đã đạt được. Mình nghĩ rằng là nó không phải là một cái thành quả đến từ ngày 1, ngày 2, mà đối với mình cái sự tâm đắc và cái sự tự hào nhất đó là mỗi một sáng khi mình thức dậy, mình cảm thấy được rằng là mình được sống đúng với đam mê, với nhiệt huyết của mình, lại đồng thời có thể tạo ra được
kiến tạo ra được những giá trị cho cộng đồng và cho xã hội, và mình mang lại được cái giá trị và cái sự đam mê, cái niềm tự hào đấy cho những cái bạn trẻ ở dưới đội ngũ của mình. Đó là điều mình tâm đắc nhất. Thì đối với mình thì chị My vẫn luôn là một cái người mà một cái mẫu người phụ nữ rất là thành đạt và kiểu là một cái người rất là lý tưởng để mình học theo. Và chị cũng là một cái người phụ nữ mà lần đầu mình gặp mà cực kỳ gọi là giỏi công nghệ và lại chăm chỉ, tức là vừa giỏi mà lại vừa chăm. Việc đạt được những thành tựu ở Yellow Block khiến cho mình cảm thấy rất là tự hào với những gì mình đã cố gắng đề ra, cũng như là mang cho mình tinh thần tự hào khi được làm việc ở đây và mang lại những thành quả đối với xã hội Việt Nam. Từ công nghệ đến kinh doanh, đến marketing, rồi trở lại với công nghệ. Đó là một hành trình dài đối với nữ doanh nhân trẻ Đoàn Kiều My. Những thành công bước đầu mà cô tạo dựng được không chỉ đến từ sự may mắn, đúng thời điểm, mà còn đến từ lòng tin. Bản thân sẽ làm được khi nỗ lực theo đuổi đến cùng với đam mê. Như những nốt nhạc, thương trường mà cô đang chinh phục cũng sẽ có lúc thăng, lúc trầm. Thế nhưng Đoàn Kiều My không ngần ngại đối mặt, để từng ngày cô viết nên một bản nhạc hoàn chỉnh cho chính cuộc đời mình. Kính thưa quý vị, biết cân bằng giữa cuộc sống, công việc và gia đình là một yếu tố tạo nên sự khác biệt cho người phụ nữ, đặc biệt với những người làm kinh doanh đa lĩnh vực như Đoàn Kiều My. Là một con ong chăm chỉ trên thương trường, nhưng khi trở về nhà, Đoàn Kiều My chỉ là một người mẹ, một người con, một người cháu trong gia đình. Chính sự thân thuộc đó cũng là sợi dây gắn kết chị nhiều hơn với quê hương Việt Nam sau nhiều năm sinh sống và học tập xa xứ. Gia đình là một cái phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Vì vậy trong công việc thì có thể là mình sẽ dùng một nửa thời gian mỗi ngày cho công việc, và thời gian còn lại đối với mình thì mình sẽ dành thời gian chất lượng cho gia đình. Thì mình có một bé gái nhỏ, và đối với mình thì cái việc mà thời gian mình dành cho bản thân và gia đình nó chính là một, tức là sở thích của mình là được chơi với con và dạy học cho con. Mặc dù gần 10 năm sống, học tập và làm việc tại Phần Lan, cách Việt Nam nửa vòng trái đất, thế nhưng chính sự gần gũi, thấu hiểu nhau đã tạo nên sợi dây gắn kết tình cảm giữa các thế hệ trong gia đình Đoàn Kiều My ngay chị trở về. Hơn ai hết, Đoàn Kiều My hiểu được rằng phía sau thành công của một nữ doanh nhân như chị thì những người thân trong gia đình luôn là động lực để bản thân cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trên thương trường vốn nhiều khó khăn và thách thức. Thật sự ra bữa cơm gia đình là cái mà hiếm hoi trong cái thời buổi bây giờ. Nhưng mà chúng tôi ít nhất là trong một tuần
cũng phải cháu thì ở riêng, nhưng một tuần thì cháu cũng về thăm gia đình và sẽ có những bữa cơm đoàn tụ như vậy. Và lúc đấy chúng tôi sẽ chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, và thường là khoe những cái thuận lợi và cũng không ít những khó khăn thì sẽ bộc lộ sau bữa ăn thôi. Còn trong bữa ăn là toàn nói những chuyện vui và những chuyện thuận lợi, và cũng là một cái mà giao ban nhanh giữa các thành viên với nhau để chúng ta nắm được những cái việc như thế. Bữa cơm gia đình thật sự là một cái cần thiết, nó gắn kết sợi dây gắn kết yêu thương của gia đình. Và chính vì những cái nền tảng của gia đình tôi như vậy cho nên cũng ảnh hưởng đến My, và My cũng rất là chú tâm đến việc dạy cho con gái của mình kiến thức mà mình đã được học được ở nước ngoài để về giúp cho nước nhà làm những vấn đề về cộng đồng và sinh thái, hệ sinh thái. Thì chúng tôi rất là tự hào và tin tưởng là đất nước của chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều thanh niên như thế để chung tay làm những cái việc có ích cho xã hội và đem lại cái tiếng tốt cho Việt Nam. Việt Nam đã xứng tầm với thế giới với tất cả những tri thức trẻ. Khép lại tiểu mục Góc Chia Sẻ, Minh Ngân kính mời quý vị và các bạn đến với mỗi tuần một địa chỉ. Tuần này sẽ là điểm đến thú vị nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây. Long An là một tỉnh miền Tây của Việt Nam có rất nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn. Trong đó nổi bật là khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, một trong những khu bảo tồn đa dạng sinh học lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Láng Sen là vùng sinh thái tiêu biểu cho kiểu đầm lầy ngập nước với nhiều quần thể động thực vật phong phú mang tính đặc trưng. Từ năm 1998, nhiều nghiên cứu về giá trị tài nguyên thiên nhiên trong vùng đất ngập nước Láng Sen đã nhiều lần được tổ chức trong và ngoài nước thực hiện để có thể đánh giá tổng quan về tài nguyên tự nhiên, làm luận cứ khoa học cho việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên. Đầu năm 2004, khu vực này đã được quyết định chính thức trở thành khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. Đến với Láng Sen, du khách sẽ được tận hưởng trọn vẹn nhất cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng với nhiều hoạt động như trèo xuồng đón bình minh, ngắm hệ thực vật hai bên bờ. Ngắm nhìn nhiều loại hoa dân dã như lục bình, bèo tài tượng. Điều đặc biệt là nơi này còn có rất nhiều loài chim quý hiếm đang được bảo tồn. Các loài chim này thường bay về đây đông đúc hơn vào khoảng sáng sớm hoặc chiều tối. Láng Sen là một trong những khu vực được nhiều nhà nghiên cứu tìm đến và cũng là điểm hẹn của nhiều nhiếp ảnh gia chuyên về phong cảnh hay thiên nhiên hoang dã. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh của mỗi tuần một địa chỉ cũng đã khép lại chương trình Người Việt Bốn Phương tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.